Rồi thì mình tiếp tục ha. Ở đây thì mình còn một cái phần nữa là nãy crop anh chỉ rồi, nhưng mà bây giờ mình cần resize đúng không? Resize có nhiều cách lắm. Mình kéo nó vào Photoshop được, còn không mình đích chỗ phải mình mở nó bằng Photoshop. Mở xong thì cái nó hiện ra này cho mình, cái mình resize phải không? Resize mình bấm Ctrl hoặc là Command T nếu mà là MacBook ha. T. Đây T nè. Kéo đó, resize không cần gì hết. Chỉ kéo ra kéo vô thôi, nó tự ấy cho mình. Còn hoặc resize trục trục ít thì giữ shift. Nó ép lại vậy thôi, nhưng không khuyến khích làm kiểu này, không ai làm kiểu này hết, nó ép lại nhìn kỳ lắm. Nhưng mà nếu nếu mà mình có một cái cần một cái resize một cái số nào đó thì mình bấm image. Mình bấm image size. Rồi mình bấm ví Anh dụ. chưa xem màn hình anh. Oh sorry. Anh chưa xem màn hình anh ơi. Rồi rồi rồi. Chưa anh ơi. Chờ tí. Anh bị lỗi, sorry. Rồi mở lại ha. Nếu mà mình có cái hình này. Rồi anh tắt luôn nè. Anh tắt mà cái tag, anh tắt cái tag này thay vì bấm, anh hay bấm vô cái dấu X này để anh tắt cái tag này. Đây là cũng là cái tag. Mọi người xài Google Chrome mọi người biết rồi. Thì em bấm Ctrl hoặc là Command W để anh tắt. Nó hỏi có save không? Không save. Bỏ. Rồi ở đây thì anh mở lại ha, anh mở cái hình đó bằng Photoshop. Anh muốn resize lại cái hình. Đó bây giờ sếp kêu là, em ơi resize cái hình này nhỏ nhỏ để hình to quá. Thì anh có thể là bấm vô đây nè, image nè. Rồi anh bấm vô image size nè, hoặc là bấm to phím này, tùy mọi người tùy máy nha. Rồi cái này hiện lên cái bảng này, bây giờ anh muốn là chiều ngang của nó là 800 thôi thì ok anh chọn 800, anh enter là lúc này nó 800. Anh đo kéo qua thử 800 đúng rồi nè, nè 800 nè đó. Còn cách thứ hai thì cái cách này thì kéo ra kéo vô thì mình bấm Ctrl hoặc cần Command T hoặc là bấm bấm Ctrl hoặc Command T nha. Bấm nhớ bấm mua tool nha, mua tool này sẽ nhiều lắm đó. Rồi mọi người kéo ra kéo vô như vậy đó thì đó resize hình thôi, cũng không có gì. Rồi mọi người nếu mà có thích học Photoshop thì mọi người có thể học những cái khóa free trên mạng, chỉ cần đánh vô tutorial rất là nhiều, mọi người biết nó cũng hay hay, tại vì mình cũng thao tác nhiều, thỉnh thoảng chỉnh hình hay gì đó hay là làm cái gì đó cũng cần. Bữa cuối khóa anh còn cuối khóa web resize vừa rồi anh còn phải lấy máy chụp hình chụp cho mấy bạn xong đứng làm CV về cà mộng cho từng thằng nữa, thiệt luôn á, có tâm vậy thôi luôn á. Bữa cuối rồi đứng ở đây chụp mà ba thằng ha, không biết sao nha, tâm linh sao mà anh mới để ý ba cái đứa anh chụp hình nó đậu hết luôn em, thằng Bình, thằng Nam, thằng 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 gì chụp hình hôm bữa tiệc cuối khóa mình đó. Quên rồi, Chung, ba người anh chụp còn hình trong máy luôn, đứng chụp ở bức tường ở trên lớp trên bên quận nhất á, anh lấy máy anh chụp xong anh về anh cà cho mỗi đứa anh rớp anh gửi anh bế lại cho nó là anh dâng tới miệng luôn, rồi CV anh đưa luôn cái template mà gắn cái hình vô đây làm như vậy rồi đưa thông tin vô này nọ, ba đứa đầu luôn thiệt, không có này không phải thiệt nhưng mà thiệt luôn vừa rồi luôn, là mới vừa học xong cái lớp web một xíu, mấy bạn đầu được bắt được hôm nay đi làm nè, nay bắt đầu đi làm mấy bạn đó. Học responsive xong rồi đi làm rồi. Được rồi, không có xếp làm được rồi, đâu cần nhất thiết có React Nếu mà đâu. đi làm thì làm kiểu HTML CSS với lại responsive thôi, không có đụng tới React. Nếu có React thì phải phải biết React một chút. Tại vì em thấy người ta tuyển fresher thì có yêu cầu React luôn. Biết thì gọi là biết thì có lợi thế thôi. Chứ không không phải bắt buộc lắm đâu, đừng nhìn đừng nhìn vậy đừng có sợ, cứ đi thôi. Cũng là Làm. đó là học đúng chuyên ngành hay học chuyên ngành. Có một bạn trái ngành. Thì bình thường hả, thì chuyên ngành chắc ngành anh quan tâm đâu. Có một bạn mới đi một đội về á. Bình thường hả, nên là có trái ngành trong ngành gì đó, ai cày nhiều hơn. Rồi thôi tiếp đi, để mình cái này mình sẽ nói chuyện sau cũng được, nhiều vấn đề mà từ từ mình sẽ nói nhiều. Ok đó resize hình ha. Còn bây giờ mình sẽ làm rõ vấn đề xíu. Đó là về container và container float, mình phải hiểu cái này đó, căn bản cần phải hiểu rồi, container là gì, container float là gì. Đó, bắt buộc luôn những cái mà anh chỉ không có cái nào dư thừa, nếu mà dư thừa anh không chỉ. Nên là cố gắng. Đó. Ok, mình nói về container trước, biết container là cái gì đó, nó đóng gói đúng không? Nó đóng lại, nó bao lại đúng không? Thì ở đây mình mở cái lưới lên, này nó có 12 con grid nè. Thì bấm con mắt lên nó mở lưới lên cho mình. Rồi nhìn lên đi, chưa có gì làm đâu. Thì từ đây qua bên tới này nó gọi là gì? Gọi là container. Là cái phần mà nó bao lại á. Ha, cái phần bao lại thì mọi người để ý, mọi người thấy là những cái nội dung bên trong nó luôn luôn nằm ở trọn vẹn ở trong đó thôi, nó không có lòi ra ngoài. Rồi mấy bạn sẽ hỏi anh ơi cái banner nãy lòi ra ngoài kìa, thấy không? Rồi trước trước mắt nói banner mình từ từ mình nói. Rồi này mọi người thấy không, tất cả là những nội dung là nó đều nằm đúng cái mép của nó không có tràn ra. Nội dung giữa, phần nội dung chính đó nha, nó nằm trong cái container đó. Rồi nội dung chính là nhìn từ trên xuống dưới nè,
đó đó là gọi cái khối bao lại cái này gọi là container, là mọi cái đều phải nằm trong đó, hiểu không? Nó không được ra ngoài. Rồi như vậy thì anh ơi cái kia nó ra ngoài kìa, cái này thì cái này gọi là gì, cái banner gọi là full width luôn, full chiều rộng luôn, hiểu không? Nó không có nằm trong container. Nhưng cái gì nằm trong container? Cái nội dung bên trong cái banner đó nó nằm trong container. Còn cái hình đó, nguyên cái section đó nó không nằm trong container, nó tràn ra luôn. Vậy thì section là gì anh? Section là cái này nè, nguyên cái này gọi là một section. Section ghi sao nhỉ? Section, được chưa? Chỗ này là section. Một cái này mới tắt cái gì đó trời. Rồi một cái này gọi là một section, cái trên này gọi là gì? Cái này nè, trắng trắng này nè, header, biết không? Biết không em? Biết không Linh? Header biết nha, biết không? Bạn online được biết. Ok 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 gọi này gọi là gì? Logo. Rồi cái này gọi là gì? Menu. Menu. Rồi cái này thì gọi là gì, thì có thể là gọi là CTA. CTA là viết tắt của từ là call to action, có nghĩa là gọi làm cho người ta hành động một cái điều gì đó, đăng ký, đăng nhập hay gì đó, là call to action ha. Rồi thì đó là nguyên cái cụm này gọi là header đó. Rồi dưới này nó gọi là một cái session, nhưng mà session này có cái tên rõ ràng, session gì? Session đầu tiên luôn mà nó Bên chính luôn, gọi là session hero hoặc là session main. Main là session chính, main là chính, hoặc là hero, nó có nhiều cái tên đặt, mọi người có thể đặt main, đặt hero. Trên bài CFD Circle có một cái bài viết hướng dẫn cách đặt tên cho từng phần, mọi người mày coi trên đó có ron xuống chút xíu là có bài bài bot đó, liệt kê hết tất cả các tên luôn mọi người hay đặt. Rồi có mới nói rồi ha. Tiếp tục ở đây gọi là gì, nguyên cái cụm này cũng là session luôn ha, một session. Mọi người thấy không? Session nó dễ hình dung lắm, một cái session, nguyên cái cụm này luôn, nguyên cái apartment này xuống đây là một session ha, dưới how it works này là một session, service cũng có thể là một session luôn. Rồi cái phần này cũng là một session, dưới này là một session đó, kéo cho xuống tới dưới này gọi là gì? Footer. Footer ha, footer. Rồi ở trên session này thì nãy nó là session hero session, còn dưới này mình không biết đặt tên gì thì mình đặt cái tên là giống cái tiêu đề này nè, mình có thể đặt cái tên cái từ này luôn nè, static ha, là session tên nó là static, hiểu không? Session có tên đó. Rồi dưới này mình đặt là đặt gì? Session gì? Apartment, đúng không? Session này đặt là gì? Word cũng được, Word cũng được, ngắn thôi, đặt dài viết dài mệt, miễn sao mình không bị trùng và mình viết cho nó nhanh ha. Viết tên class nhiều quá nó mệt lắm. Rồi session service. Rồi ở đây thì agent cũng được, đặt vậy. Rồi dưới này là đặt footer, trong footer nó có nhiều phần nữa thì lát mình phân tích sau. Thì đó là container, nhớ container rồi ha, container là phần bao nội dung lại. Như vậy thì container flow là gì? Container flow ở dự án này không có container flow, nhưng mà một cái dự án khác của lớp web relationship sẽ có container flow, anh cho mọi người coi dự án giữa khóa thôi chứ không phải cuối khóa, giữa khóa nhưng mà làm HTML CSS đầy đủ relationship với lại JavaScript luôn. Đây rồi, từ đây từ màu xanh này qua cái cột xanh này là gì? Container. Mọi người để ý nè, nó được bao lại, nội dung giữa được bao lại nè, được nằm trọn vẹn trong ở cái khung đó. Rồi chết cha rồi, như vậy thì còn cái này thì sao? Cái header với lại cái ngôn ngữ này, ngôn ngữ này nè đó, cái ngôn ngữ nè là cái logo bên này nó cũng nằm đó, nó cách mà cái khoảng này bằng với lại cái khoảng này cách vô đây, đúng không? Thì cũng phải có cái gì bao nó lại chứ, mà thấy không, nó nằm ngoài hơn xíu, nó lớn hơn đúng không? Container float, nói chưa? Vậy cho anh hỏi nè, ở dưới này là mình có một cái deep, nguyên cái khối bao là nguyên cái phần bottom này, thì cái này bỏ vô đâu? Bỏ vô container hay là container float? Container float, tại vì sao? Vì nó ăn ra tới ngoài rồi, nhưng mà nó không sát biên, nó vẫn còn cách một khoảng nhỏ, thấy chưa? Còn container nhỏ trong là nằm ở nội dung ở trong thôi, container float là nằm bên ngoài, nó bao những nội dung mà tràn hơn chút xíu ngoài, nó không tràn sát biên. Mọi người thấy cái hình này nè, nó tràn sát biên là không nói rồi, là full luôn. Còn cái những cái đối tượng này nè, nó vẫn chỉ là nằm
gần sát ngoài thôi, thì nó vẫn nằm trong một cái container. Để chi? Để từ trên xuống dưới nó thẳng hàng, đúng không? Chứ không thể nào ở trên mình viết CSS cái mình xích vô chút xíu, cái dưới mình xích vô chút xíu cho bằng nhau, không phải. Nó phải có nằm, nó được bao lại bởi một cái gì đó thì nó mới chuẩn được, hiểu không? Còn cái ở giữa là container. Thế thôi, phân biệt hai cái đó. Nhưng mà dự án thì mình sẽ dùng container thường bình thường nhiều hơn. Và dự án nào cũng có xài hết. Còn container root thì tùy dự án ha. Còn như dự án của mình thì không có cần container float. Còn nếu bạn nào muốn thử á, thì thật sự luôn mọi người có thể bỏ cái này vào container float được, để cho nó sát biên. Logo nằm hai góc, logo mình góc, CTA mình một góc, menu ở giữa, hiểu không? Nó gần gần sát biên, chấp nhận. Rồi thì mình biết sơ sơ về cái layout của mình cũng như là cái phần phân chia nó như vậy đó. Rồi chưa có được đâu, mình phải qua cái hả? Float đọc sao chữ vậy? Có chuyện gì sai? Flow đen. Không, thật ra là viết sao cũng được, nhưng mà thôi nếu viết cho nó đúng cái tên ta, tại vì cái tên này là dựa theo Bootstrap thôi. Bootstrap nó cũng đặt vậy, container float là container lớn ngoài, thì mình lấy cái chuẩn đó thôi. Đó. Rồi nhưng mà khóa này không bao giờ Bootstrap vậy nha. Thậm chí web ship bây giờ gần như bỏ Bootstrap luôn rồi, tại vì có tay nhanh hơn cả Bootstrap. Chỉ có rất nhanh nó quen, chỉ mấy bạn trước các bạn viết bây giờ mấy bạn cũng không nhất thiết phải cần Bootstrap nữa. Rồi. Tùy vấn đề nhà mình, tùy dự án nha, mình sẽ có cách mình sử dụng khác nhau. Hiểu về container root rồi ha, thì bây giờ mình tiếp tục tới cái phần HTML thì hôm nay mình sẽ làm rõ nhiều vấn đề, nhưng mà chắc chắn là sẽ không làm hết từ 1 tới 5 đâu. Thứ nhất là mình giới thiệu về HTML này, cũng như là cái bảng hồi nãy và các thẻ HTML thông dụng nè, mình sẽ học lại xíu. Tất nhiên là sẽ có những bạn học qua sơ sơ rồi, nhưng mà mình sẽ ôn lại. Rồi kiến thức SEO cơ bản, đặt tên BEM. Đó, thì hôm nay ráng cố gắng. Kiến thức SEO căn bản anh sẽ gửi video clip cho mọi người trong ngày mai, mọi người sẽ coi và hôm sau anh hỏi lại về những cái kiến thức ở trên đó. Video ngắn lắm, khoảng chừng 10 phút thôi, 12 phút à, 12, 15 phút gì đó, ngắn lắm. Rồi, nhớ coi và note lại nha, để anh hỏi lại. Rồi, đặt tên BM mọi người cũng coi lại luôn. Nhưng mà BM này anh không chắc là mọi người sẽ coi và mọi người sẽ làm được liền đâu, nên là anh chưa ép mọi người. Và BM là gì thì mọi người cũng chưa, thật ra cách đặt tên lát thôi, nhưng mà tới đó anh sẽ nói ha, chưa có ép vào lúc này, bởi vì nó sẽ dễ rối cho mọi người. Ok, rồi xuống bảng HTML. HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình nha, mà là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản nhằm tạo ra trang web để hiển thị lên trình duyệt cùng với CSS và JavaScript. Nhớ nha, đừng gọi là HTML là ngôn ngữ lập trình nha, nó là ngôn ngữ siêu văn bản thôi. Ở đây mình có cái bảng này. Có bạn nào không biết thẻ HTML không? À, không biết cứ nói. Biết ha? Biết không? Bảo. Biết không Bảo? Sơ sơ thẻ không tiền không biết. Thẻ hết biết không? Thật thiệt á. Cứ trả lời. Bạn nào không biết anh dừng là anh chỉ cho. Không nghe lực. Ok. Rồi, để anh. Rồi, bây giờ anh mở dự án của mình lên luôn. Rồi, anh viết HTML 2 chấm số 5 enter. Nó ra cái đống này. Rồi, tạm thời mọi người chạy Open with Live Server. Mọi người nếu mà chưa có thì mọi người cài Live Server nha. Mọi người cài bằng cách là mọi người vào trong cái, vào đây, mọi người chọn là Live Server, bấm vô đây nè, Live Server đó, cái mọi người chọn vô này, cái mọi người bấm install vô là được, bấm cài đặt là được đó, cài vô đi, sẵn tiện cài luôn. Wow, nó có cái HTML nằm nó giống cái chấm than đúng không? Hai chấm, giống hai chấm nè, HTML 2.5 enter. Nó cũng giống cái chấm than đúng không? Giống chấm than là sao? Em gọi cái chấm than này. Đúng rồi, chấm than vẫn ra. Ừ, chấm than cũng được, anh không biết cách đâu. Ừ, HTML 5 tab ra. Rồi mọi người cài Live Server đi. Rồi thôi, cứ để cho máy nó cài. Ở đây nè, anh có nè.
anh có thẻ document là HTML, thẻ ngoài định danh thôi, và thẻ đây này là language, là ngôn ngữ, nó cũng không quan trọng lắm đâu, mọi người chưa có nè, phân biệt ha, anh tác cho chị dễ nhìn đó. Thẻ HTML, thẻ cha lớn nhất bao ngoài, bên trong sẽ có hai phần, thẻ head ở trên mới vừa nói, thẻ head ở trên, ở dưới là phần chính, phần ở dưới nguyên cái phần dưới á, phần mà viết HTML vô là phần body, hiểu chưa? Phần head bao gồm những gì? Thẻ các thẻ meta UTF-8 để viết tiếng Việt, rồi những cái meta kiểu này để mà cho nó cái nó tương thích với thiết bị, viewport, viewport là cái scale trên màn hình đó, cho nó phù hợp thôi. Rồi tiêu đề, ví dụ tiêu đề là gì ha? Tiêu đề thì anh tạm thời anh lướt chuột phải vô trong cái anh chạy open with live server thì nó sẽ chạy ra. Mọi người thấy chữ đốc của mình không? Chữ đốc của mình chính là cái tiêu đề, giống như bên đây gọi là CD newbie đi, hoặc là những cái tiêu đề trên này nè, mình mọi người thấy trên đây này, gọi là tiêu đề ha. Thì ví dụ như anh để là CD love style đi, tên dự án là love style, đây sẽ nói hiện trên này thôi, đây là tiêu đề, hiểu chưa? Rồi kế bên tiêu đề gọi là gì? Gọi là cái favicon, không gọi là icon, favicon, nó gọi là favicon là này nè, rồi ha, đó. Thì favicon anh sẽ chỉ cho mọi người, nhưng mà không phải bây giờ, ha, mình sẽ làm một cái icon ở đây ha, chỉ cho cách làm icon ở đây để tạo cái favicon đó, ha. Rồi, chưa hết đâu, nó không phải có đơn giản vậy đâu. Thí dụ nha, thí dụ như mình có bây giờ mình viết HTML xong hết rồi, cái mình muốn là nhúng cái file CSS vô mình viết, đúng không? Phải nhúng vô chứ, đúng không? Thì tới bài CSS chỉ. Nhưng thật ra thôi, nó giỡn thôi, chứ thật ra là mình chỉ cần là CSS xịt xong rồi này link này để nhúng CSS vô. Nhưng mà tới khi mình học CSS đi là anh làm luôn lần ha. Mình hiểu là mình sẽ nhúng CSS vô cái head ha. Rồi nếu mà mới mốt học JavaScript xong, cái mình có cái file JavaScript mình viết, cái mình cũng nhúng vô đây luôn ha. Rồi nhúng ở đâu thì mới muốn anh chỉ. Ví dụ như không có nhúng trên head thì mình nhúng ở dưới body kiểu script vậy, thì khi học tới sau script thì mình sẽ chỉ đó. Rồi này HTML thì mình gói gọn trong đó thôi, chứ để mình đi lan man. Rồi chưa hết, ví dụ như nó còn, ví dụ như đây anh nói là favicon đi ha, favicon nó sẽ có nha. Rồi cách tạo anh sẽ chỉ cho mọi người thứ tư và thứ năm. Rồi ngoài favicon nó còn nữa, nó còn những cái thẻ mình loại bài của mình, nó tiêu đề nãy nói rồi, meta biết rồi, nhưng meta rất là nhiều, meta nhiều, link hồi nãy có nói rồi, link để nhúng gì, nhúng CSS. Rồi hoặc là mình không nhúng link thì mình viết trực tiếp trên file á, mình viết trong này, hiểu không? Viết CSS gì đó, hiểu không? Thì nó viết trong này, nhưng mà hạn chế gần như là không ai viết trên này hết á, mình viết một cái file riêng để dễ quản lý, trừ khi bắt cái dĩ nào đó, một trường hợp nào đó đặc biệt mình mới viết trên này thôi. Thì mình viết đây cũng được, nên cũng dễ lắm, thẻ style thì để đâu cũng được đó, nhưng mà anh không có khuyến khích viết kiểu này nha. Thì đó là thẻ style để viết CSS trong đó, được chưa? Rồi body thì nãy nói rồi ha. Deep thôi, trước qua deep mình nói về meta trước, meta vẫn còn. Thì á, mọi người hay để ý không, mấy cái bài mà thí dụ mình copy một cái link của một cái website, cái mình share lên cái Facebook của mình, hiểu không? Thì nó thấy cái gì? Thấy cái hình thumbnail đúng không? Thấy cái tiêu đề của cái bài viết đó, thấy cái dòng mô tả mờ mờ ở dưới, thấy không? Thì kể cả có một cái đường link gì đó nữa, thì làm sao để Facebook nó có được cái đó? Ví dụ như giờ cái web CFD CFD training nha, học ở CFD thì ráng nhớ cái tên website của mình đó. Thí dụ nó là như thế này đó, thì bây giờ anh copy cái anh share lên cái Facebook của anh, xong nó ra được cái cục đó, để anh đăng cái này nha. Rồi ví dụ anh share lên, thấy cái thumbnail, thấy cái hình, thấy gì đó, thì không phải tự nhiên mà có được. Làm sao để có? Phải lúc mình code đó, mình cũng phải là định danh được cho nó là cái hình nào nè, hiểu không? Facebook này cho lấy đi, hiểu không? Anh đang nói một cách rồi nó thuần túy luôn ấy, là khi mà mình viết HTML á, mình phải cái hình này nè Facebook lấy nha, rồi xong rồi cái meta này nè, tiêu đề này nè là phải vô đây lấy nha, còn không có là Facebook nó không biết đâu lấy hết, hiểu không? Thì đó nó gọi là meta tag Facebook đó. Meta tag Facebook đâu rồi? Đây, meta tag Facebook. Ôi trời ơi. Đây, cái này thì mình không cần nhớ, mình chỉ cần là nhớ cái keyword của anh thôi. Rồi mọi người mỗi lần vô đây cái mọi người copy vô,
Ví dụ như thôi bây giờ qua bên web này đi. Anh chỉ cho. Đây. Đó. Nó nhiều lắm chứ nó không phải tiêu đề này, hiểu phải không? Tiêu đề này học rồi, HTML học rồi, hết học rồi. Meta UTF 8, chaset UTF 8, viewport. Rồi cái phần dưới này là có cái phần meta, meta property org nè, rồi meta description nè, rồi meta org type nè, tiêu đề này nọ nè. Đó. Thì đó chính là cái phần nè, thứ nhất là meta description, có cái tên là description, nó có nguyên cái này, thì đây là phần mô tả cái trang web đó. Không, cái tên mô tả. Còn cái này là cái địa danh thôi, giống như cái nơi đó thôi, cái nơi nào đó thôi. Cái này là kiểu của cái trang web, là kiểu bài viết, kiểu trang web là kiểu bài viết bình thường. Rồi kiểu cái loại cái tiêu đề của nó nữa. Tiêu đề này, tiêu đề org là của Facebook đó. Để mà Facebook này sẽ lấy, khi mình share lên thì nó sẽ hiện cái tiêu đề này trên cái thumbnail của mình. Khi share cái này lên Facebook thì cái tiêu đề này nó sẽ hiện trên cái tường của mình. Hiểu ha. Đó, rồi cái description này nó cũng sẽ hiện lên luôn trên cái phần mô tả. Thấy chưa? Rồi cái org là cái URL, là cái đường dẫn, là tên miền của cái website của mình. Thấy chưa? Rồi cái sign em tên là tên CFD. Rồi cái hình này chính là cái hình thumbnail. Hiểu không? Cái hình thumbnail mà mình share lên cái trang web nào đó là nó có cái hình đó. Nó đó, nó có gắn cái đường dẫn vô. Thì đó là mình cách mình để mình cho nó, cho Facebook biết là à, tao có những thông tin này nè, mỗi lần share là nhớ lấy ra. Thì vậy thôi. Mà những cái thông tin này, những cái này sao nhớ không, thí dụ không nhớ đi thì cứ việc là lên meta tag Facebook. Trời sao nó lắc vậy? Meta tag Facebook thì vô trong cái trang đó nó sẽ có cái này cho mình chỉ cần vô đổi cái nội dung ở trong, đổi cái đường dẫn hình lại là xong, copy gắn vô trang luôn. Chứ không cần nhớ mấy cái này ha. Ngoài Facebook ra nó còn Twitter nữa, cũng là mạng xã hội thôi. Thì để phải có mấy cái này, để ví dụ như người ta xài mạng xã hội Twitter, người ta share cái Facebook của mình, xin lỗi, share cái trang web của mình, thì người ta cũng thấy mấy cái thông tin đó luôn, thumbnail, description này nọ đầy đủ luôn. Nhưng làm sao để nhớ được thì mình chỉ cần meta tag Twitter, mình lên trên vô cái trang chủ mình lấy là có. Tự nhiên cái của anh nó bị đứng. Đó thì nó là như vậy. Thì lúc đó mình bỏ vô đây mấy cái meta này, meta description này nọ trong này hết luôn. Nhưng mà khi làm mấy mốt anh cho mấy cái thẻ đó, mọi người chỉ cần là làm lần cái mọi người mấy mốt xài luôn à. Mấy cái meta này nè. Đó xài luôn chứ không có cần phải copy đi copy lại. Thì để mọi người hiểu được cái chuyện đó ha. Thì ngay cái phần đầu này thôi nó đã rất là nhiều vấn đề rồi. Nên là phải biết nó chứ để thiếu á, thiếu favicon không được nè. Rồi thiếu cái phần mấy cái thẻ meta Facebook, Twitter này nọ, description, tiêu đề này nọ cực kỳ phải cần có. Nhanh quá hả? Nhanh kìa. Còn các bạn cầm lên nói nhanh thôi. Ok, bình tĩnh. Vậy là tóm lại cái meta này là cái lệnh mà để khi mà mình chia sẻ cái link là nó sẽ hiển thị cái nội dung mà đúng mình rồi muốn nó ở trên. Đúng đó. Rồi. Ừ, nó đó. Nó bao gồm hình, nó bao gồm description, nó bao gồm tiêu đề. Yeah. Nó thì vậy thôi. Thử về xe cái Facebook đi. Ở lộn xe cái trang web nào đó đi, em sẽ thấy được chuyện đó. Mình đặt đâu? Mình đặt YouTube, em hay xem á, em xem Facebook á. Đó là những cái nội dung mà mình muốn người khác thấy. Ừ, dạ. Mỗi lần ta share dạ. Thì mình định danh trong này luôn, định danh trong HTML luôn dạ. À, hình là gì, đường dẫn hình như thế nào đó. Mấy cái trong meta, cái cha xếp rồi để quyết mấy cái đấy mình có cần hiểu không? À, mấy cha xếp này hả? Thì để mình viết được tiếng Việt đó. UTF-8 là cái kiểu viết á, hoặc là Unicode rồi đó, cái kiểu bên Word á. Chẳng biết giải thích sao nhưng mà nó để viết như vậy thôi, mặt nó là đến nó vậy. À. Còn mấy cái kiểu thật ra đi phỏng vấn trai hỏi mấy này đâu, thì nó viewport thì chủ yếu là để cho nó mỗi lần coi giảng thì nó sẽ theo cái viewport của thiết bị thôi. Ờ, cái viewport kiểu vậy là 1:1 tỷ lệ á nè, tỷ lệ đây, scale là 1.0 nè, tỷ lệ 1:1 so với màn hình của mình. Ừ. Làm cái này mình cũng phải biết đúng không ạ? Làm sao để mình nhớ mà mình biết không? Nè, nhớ không? Nhớ cái chữ này không? À, lại bấm cái đó là nó đem cái này nè. Nhớ dấu chấm than không? Dạ. Dễ nhớ không? Dạ. Ừ, đó vậy thôi. Này mới dấu chấm than đúng không? Các bạn mới chỉ anh không biết luôn, anh biết hết rồi mà. Rồi cái bấm enter cái ra hết một đống cho mình. Cái mình sửa cái tên trang web của mình lại là last day. Được chưa? Được chưa? Xong hồi nãy cái nhớ cái vụ mà meta tag đúng không? Của Facebook đó. Facebook thì mình search cái đúng cái từ này lên, mình lên trên trang web mình lấy. Tức quá, tự nhiên anh mở cái này lên cái meta tag Facebook. Trời ơi. Nó có.
Thôi bấm không ăn luôn nè. Bị gì á. Rồi thì mình search cái keyword này nè, cái mình vô cái trang đó nó có luôn. Lấy nguyên cục nó về luôn. Đổi nội dung bên trong thôi, đổi đường dẫn hình thôi. Tại mình đâu phải là copy trang được, tại mình nó chưa chống cho mình điền vô thôi. Rồi có ví dụ như meta tag của Twitter. Twitter là được. Twitter. Đó, biết gì đúng không? Thiếu cái gì đó rồi. Ừ, đó. Không phải đâu. Anh vẫn thấy nó sai sai. Thôi kệ đi, coi như hiểu gì mà. Không xài nó nên không nhớ rõ. Đó thì mình lên đây mình copy kia mình bỏ vô đây. Thì nó sẽ ra được cái đống giống như hồi nãy anh show trong cái website của mình đó. Website này. Đó, thì nó sẽ ra cái này cho mình này. Cái head này. Head cho này chứ. Rồi cái này nè, nó sẽ ra những cái này locate cho mình nè. Rồi title, rồi tiêu đề này nó nhớ là nó ngay chỗ này nó cái chữ OG nha, là của Facebook. Là còn Twitter nè, là của Twitter. Thì copy y chang, mình chỉ cần đổi nội dung lại bên trong. Tiêu đề là gì? Description mô tả nó là gì? Những cái tiêu đề mô tả này như nào đó, chuẩn SEO này nọ thì trong video SEO sẽ nói trong đó. Rồi, đường dẫn URL cái tên miền của mình, trang web của mình. Tên trang web của mình là gì? Ví dụ như CD hoặc là CD Circle gì đó. Hoặc là trên tên dự án của mình là gì? Let's stay. Rồi cái này mình sẽ đặt cái hình đường dẫn dẫn tới cái hình của mình. Ừ. Đó. Rồi, đó là phần head ha, khá là nhằn nha mọi người. Khá nhiều ấy. Cố gắng. Gian nan lắm. Rồi, tới body tới deep. Deep thì thẻ deep bình thường thôi. Một cái thẻ deep đóng mở bình thường mọi người biết không? Biết thẻ deep không? Bảo biết không? Không, thẻ deep là một cái gì đó, đóng một cái gì đó thôi. Đóng mở một cái deep, một cái khối. Ừ? Một cái khối đóng lại. Ví dụ như ở đây gọi là một cái deep, đúng không? Đóng mở lại có một cái khối. Rồi. Thì đây cũng thể gọi là một cái deep. Trong cái deep này nó có cái tag. Thấy không? Đóng mở vậy thôi, bình thường mà. Nhờ. Yeah. Sao nhờ? Session hồi nãy nói rồi. Nhớ session không? Mình có mấy session đó. Thì bây giờ nguyên cái này mình đặt trong last, trong cái deep session. Trong cái session. Hiểu không? Rồi trong session này nó có cái này gọi là gì? Một cái deep đúng không? Bên đây cũng là một cái deep đúng không? Trong deep này nó có hai cái nhiều phần tử nhỏ, phần tử này thẻ h mấy đó, H2 ví dụ vậy. Phần này là phần gì? Phần text đúng không? Nội dung, phần text thẻ B. Đó thì đặt thẻ anh sẽ mọi người sẽ coi video đó, mọi người sẽ biết cách đặt thẻ và từ từ sai là sửa thôi không sao đâu. Rồi trong đây nó sẽ có nguyên cái deep lớn này, trong đây nó có những cái deep gì? Deep nhỏ, một deep nhỏ này, hai deep nhỏ này, ba deep nhỏ này, thấy chưa? Rồi thí dụ. Có lúc ví dụ nguyên cái nãy nói là session nếu mình đặt thì deep rồi. Được luôn. Không ai cản hết. Không sao hết. Rồi thí dụ nha. Sương sương cho mọi người thôi, nguyên session này đúng không? Thì mình, nếu mà anh viết nó trong body đúng không, chắc chắn rồi, đâu thể viết trên head được. Thì session anh đặt session enter, được chưa? Đặt chuẩn gọi là HTML thôi, còn đặt deep vẫn được nha, không có vấn đề gì hết trơn á, deep vẫn được. Rồi trong hả, không ảnh hưởng gì đâu, yên tâm, bình thường. Nhưng mà khuyến khích nên đặt session mà còn không đặt deep được, không vấn đề gì đâu. Chỉ là cái kiểu này kiểu HTML thôi, kiểu deep thì bình thường, nhưng mà không ảnh hưởng gì nha, nên yên tâm, đừng có phải lấn cấn. Nếu không nhớ thì viết deep vô anh luôn, được luôn nha. Rồi, thì giờ trong session này mọi người để ý, mình mở cái ấy lên. Anh mới viết session, cái thẻ session là đó, thấy không? Trong session nó có gì? Nó có mấy cái deep? Hai cái deep. Trước khi vô hai deep đó tới gì trước? Container, đúng không? Phải có cái bao trước đúng không? Trước khi vô nó phải có cái bao ngoài trước, rồi xong trong đó mới có hai cái cục bự. Này nè. Anh tắt này đi. Cái bao lại đúng không? Bao lại. Tiếp. Mình nhìn mắt thôi mình cũng hiểu được layout nó rồi. Cục bên trái. Một deep bên trái. Rồi gì? Cục bên phải. Hiểu chưa? Rồi trong cái cục bên trái nó có cái gì? Nó có cái tiêu đề với lại cái cụm nội dung này. Ha? Hai này là con của cái cục bên trái. Hiểu. Bốn thằng này là con của cục bên phải. Tất cả đều nó nằm trong cái container. Container nằm trong session. Viết thử không? Ví dụ như session rồi đúng không? Rồi.
theo lời đề nghị nè, ứa deep luôn đó. Ví dụ thích là đặt deep lab session được không? Dạ. Session này tên gì? Sao tiết đúng không? Rồi session là sao tiết, đặt session sao tiết cũng được. Ta tiết thôi, đặt càng ngắn càng tốt cho nó đỡ phải đấy. Nhưng mà anh thích là đặt ngắn thôi. Session anh viết tắt là chữ S chữ C, session static đó. Rồi trong session có thích có gì? Có container đúng không? Một deep container. Trong container có mấy deep? Hai deep thì cứ viết hai deep bình thường. Deep đầu tiên một cái, deep hai một cái, rồi chưa? Deep bên trái thì gọi là tạm thời thôi nha, đặt cho mọi người dễ hình dung thôi. Deep bên trái gọi là left, deep bên phải gọi là right, rồi chưa? Trong deep bên trái nó có mấy cái gì nữa? Một cái tiêu đề và một cái cụm chứa cái text, chứ cái paragraph. Rồi trong đây nó thôi, tiêu đề thì đặt là H2. Rồi H1, H2, H3, H4 đặt khi nào sao mọi người sẽ về coi cái đó nè. H2 xong, cho H2 copy cái text. Nhớ nha, anh hay bấm chữ T nè, bấm T để copy text nè, Ctrl A nè, chọn hết text nè, copy, Ctrl C copy bỏ vô đây, chứ đừng có ngồi cố ngồi đánh từng chữ là chết luôn á, sai chính tả với lại nó chắc lâu lắm. Rồi anh bấm chữ T xong đúng không? Rồi. À dạ. T trên nha. Tên này nè. Rồi anh bấm vô đây, cái anh Ctrl A, cái anh copy copy xong anh bỏ vô cái deep là tiêu đề, rồi còn cái deep chứa text đúng không? Thì dạ, anh đặt gì cho mọi người dễ hình dung nha. Đó là text. Nội dung, còn đây là tiêu đề, title, đây nguyên cái text. Đó, thì mọi người nó xuống dòng đúng không? Xuống dòng sử dụng thẻ BR để xuống dòng. Thẻ này để giúp cho cái việc nó xuống dòng. Hiểu ha. Còn nếu xuống xa cho hai thẻ BR. Nhưng mà nếu mà mọi người có cách viết khác, đó là trong text này mọi người có thể là hai cái thẻ B. Thẻ B đầu tiên là cái đoạn đầu tiên, cái đoạn paragraph đầu tiên. Rồi. Cái đoạn thứ hai là thẻ B thứ hai. Rồi chưa? Hiểu ha. Rồi, bên này xong rồi, xong bên trái rồi. Qua bên phải nó có mấy cái deep con. 4 deep con, cứ thông thả thôi. Bên trái 4 deep con, cái này gọi là một cái khối hình vuông nè, rectangle. Không, đặt box đi. Một cái box, một cái khối, một cái hộp gì đó. Mấy hộp? 4 hộp. 4 hộp, bây giờ copy cực quá, từ từ. Vô trong cái hộp. Hộp đầu tiên. Có cái gì? Có cái số. Số anh đặt thẻ ban hoặc thẻ B cũng được. Mà đặt lên số là number đúng không? Trong số có cái gì? 748. Mai mua số. Rồi, trong dưới số nó có cái gì? Nó có box mình. Cũng thẻ B luôn. Được luôn, chỗ này không vấn đề to tát. Chỗ này mình gọi là check đi. Death description là ghi đó cũng được. Rồi, xong cái này chưa? Qua tới 4 thằng này đúng không? Xong rồi xử lý một thằng rồi, mấy thằng này copy ra 4 cái đúng không? Rồi đổ nó vô trong. Xong. Có gì đâu. Vấn đề là mình nhìn được layout xong mình chia thôi. Tất nhiên á là nó sẽ cái cách mà mình làm á, mọi người cứ theo anh. Đi từ lớn xuống. Đi từ cái lớn nhất. Ví dụ mình phân tích đi. Ví dụ phân tích ngay chỗ này. Chết cha, giải viết sao ta? Phân tích từ từ. Rồi, nguyên cái cụm này nằm trong đâu? Session. Đúng không? Rồi mới nó bắt đầu câu hỏi rồi. Trong session nó có gì ta? Container nằm trong container. Rồi, trong container có gì ta? Nó có cái tiêu đề đầu tiên. Rồi nó có một cái deep để nó bao cái cục này lại luôn. Hiểu không? Đó. Rồi cái cuối cùng là cái deep, cái nút. Hiểu không? Là ba phần tử. Phần tử đầu, tiêu đề, phần tử thứ hai là cái cụm đó, cái cụm chứa 6 cái thằng đó. Rồi phần tử thứ ba là cái nút. Rồi, trong 6 cái thằng đó nó sẽ có 6 cái deep con đúng không? Giống nhau. Rồi, 6 cái box. Trong cái box, zoom từ từ vô. Trong cái box có gì? Có phải là nó có cái khung để chứa cái hình này không? Rồi chưa? Rồi. Ngoài cái khung hình rồi nó có một cái cụm bự này đúng không? Để nó chứa nội dung. Đi từ ngoài vô mà. Đúng không? Em không thể nào mà em viết đây xong cái mình thấy là đây nhỏ từ cái nhỏ, không có. Mình coi cái thằng cha trước ha. Mình đi từ thằng lớn vô. Nguyên cái cụm này nó có cái gì? Nó có cái hình và nó có cái cụm bên dưới màu trắng để nó chứa cái nội dung của nó. Hiểu ha? Tiếp tục. Trong cái cụm này nó có cái gì? Nó có cái hình thôi. Giải quyết xong nó. Rồi trong cái cụm này nó có cái gì? Nó có cái tiêu đề. Thấy chưa? Rồi, nó có một cái deep bao hai cái thằng này lại, nó nằm dưới.
cái hiểu hiểu không? Tiêu đề nằm trên, cái deep nó nằm dưới, trong cái deep đó nó lại có tiếp. Trong cái deep ở dưới này nó lại có cái gì? Cái giá. Hiểu chưa? Zoom tiếp. Và cái cục bên phải. Hiểu không? Hiểu chưa? Trong cái cục bên phải zoom tiếp nó có một cái cục bên trái và nó có cái cục bên phải. Hiểu chưa? Rồi trong cái cục bên trái nó lại có cái icon và nó có một cái tag. Qua bên cục này nó lại thì mọi người thấy là nó cái bài toán nó từ lớn đi xuống tới nhỏ. Từ bao thằng lớn trước và đi từ từ nhỏ từng phân tích vô. Thì đó là cách viết HTML khó sai nhất. Bởi vì viết HTML mà sai rồi viết CSS không ra đâu, rất là khó ra luôn và rất là khó luôn. Nên bắt buộc là mọi người viết HTML nó phải đúng á. Gần như là đúng mà sai cái gì chứ sai HTML là một cái gì đó rất là khủng khiếp. Sai CSS nhiều khi còn báo lỗi, viết CSS báo lỗi này nọ chứ. Sai HTML nhiều khi nó không báo lỗi, không biết đường nào mà lần. Thiếu một cái deep đóng thôi là khó tìm lắm. Đó. Thì nên là phải đi từ ngoài vô là đi thêm cái nữa nè. Ngay chỗ này thôi, dễ thôi. Ngoài này session, đúng không? Ở trong nó có gì? Có container. Trong container có gì? Có nguyên cái cụm chứa cái tag ở trên. Hiểu không? Nguyên cụm này nè. Rồi nguyên cái cụm gì nữa? Nguyên cụm chứa cái ba cái khối dưới. Rồi trong cái cụm tag bự ở trên này thì nó có gì? Nó có tiêu đề và cái dòng nội dung, description, mô tả đó. Rồi trong cái cụm này nó sẽ có ba cái box giống nhau. Rồi trong ba cái box nó có gì? Phân tích từ từ, trong box nó có số, nó có cái tiêu đề nhỏ nhỏ này, nó có cái tag và nó có cái nút. Cái này thì rút luôn cũng được, khỏi cần chia nhỏ cũng được, tại vì nó cũng gần gần nhau rồi. Nó thì kiểu vậy, đúp lên. Nhìn đây cũng được thôi. Nhìn đây thì mọi người cũng dễ. Session xong, mọi người phân tích là có một cái deep chứa nguyên cái tag đó, nó có tiêu đề và điểm description trong. Xong một thằng. Rồi, bên dưới này nó sẽ có một cái deep chứa nguyên cái cụm này. Thấy chưa? Trong cụm này có mấy deep nữa? Hai deep. Deep bên trái chứa cái gì? Cái hình. Deep bên phải chứa cái nội dung. Thấy chưa? Trong cái deep bên phải nó lại có những cái deep con nhỏ nhỏ. Deep con này. Cái deep con này thấy chưa? Một deep, hai deep, ba deep. Xong trong hai deep nữa nhỏ nhỏ. Đi từ từ vô là cách chia deep nhanh nhất. Đó, vậy thôi. Dự án của mình không có quá phức tạp về layout. Đó. Thì trên đây cũng vậy. Mình đi từ từ. Tất nhiên là khi nghe anh chỉ vậy thì mọi người ok. Nhưng mà nhiều khi lại làm sai. Cái chuyện đó bình thường. Làm từ từ sai thì chỉ từ từ mọi người sẽ đúng, cố gắng. Ok, đó là cách anh mới demo cho anh cái cách đó viết deep đóng, deep mở, deep đóng. Session không nhớ viết deep cho anh luôn. Khỏi viết session cũng được, viết deep bình thường, đặt cái tên gì đó. Rồi nhớ nha, đừng quên container. Đừng bao giờ quên nó, hãy để ý cho nó. Đó, quên nó là mệt mỏi luôn. Đó. Nên là để cách mà viết mà mọi người để đỡ sai nhất là làm ơn viết deep. Deep rồi enter cái đóng lại nha. Rồi muốn viết gì đó, deep gì đó hay là H2, enter cái rồi viết nội dung vô đây. Chứ đừng có viết, đừng có đi mò viết vậy rồi xong rồi, đừng có viết dày H2 xong rồi cái bắt đầu đóng lại H2 gì đó thì nó lỡ như quên đóng thì nó lại phiền lắm. Nên mọi người chỉ cần là H2 enter, được chưa? Deep enter đó, vậy là được rồi. B enter đó, như đó thôi. Ok, hình dung được layout rồi ha. Header là hồi nãy là cái anh nói đó. Header là trên này nè. Nguyên cái deep này gọi là header. Cái mọi người hỏi anh ơi vậy em viết deep được không? Header em không nhớ. Thôi nghỉ luôn đi. Header là phải biết header nha. Hiểu không? Footer là phải footer. Chứ không có được quyền viết deep. Session thì được. Hiểu nha. Nếu đừng nói anh ơi, bữa anh nói session em viết được, nay header em không nhớ header em, biến nhớ quá em viết deep luôn được không? Không được nha. Header là phải viết header, được chưa? Nên đừng có viết ấy. Rồi, dưới này footer là thẻ footer đó. Cái deep footer, không xin lỗi nó không phải deep là thẻ footer thì được. Đó là thẻ header. Rồi. Thí dụ ra em viết header đi. Viết cho mọi người sương sương nè. Header mọi người phân tích thôi. Đó, header nó gồm mấy phần? Phần header rồi chưa? Trong header có gì? Chưa tới logo. Vội vàng quá vậy. Tới container. Container xong tới gì? Nói mấy phần trước đã, mình chia mấy cụm? Ba phần đúng không? Ba cụm. Cụm đầu tiên là logo. Cụm thứ hai là menu và cụm cuối cùng là hai cái nút này. Đúng không? Bắt đầu chia vô. Menu thì ULLI này nọ đó, lát mình nói tới ULLI. Rồi. Thẻ nắp.
Nap này viết cũng được, không viết cũng cũng phải viết. Nap là cái gì? Nap là cái thật ra là menu ấy. Thay vì viết đi menu, thật ra nó chơi thôi. Nhưng mà nếu mà nap thì mọi người nên viết trên menu điện thoại. Ví dụ mọi người hay vô trong web đó có cái nút bên trái, bấm vào nó sổ lên hiện ra màn hình điện thoại ấy, thì cái đó viết trong deep nap ha. Nếu mà lỡ như mọi người chưa nhớ kịp thì mọi người viết tiếp thôi dùng cũng được. Chưa quá quan trọng. Phần main. Phần main là phần này nè. Main là cái gì? Đây nè, cái chữ main này nè, main là phần chính. Đó thì trong body mình có những cái gì? Ví dụ như quay lại cái design của mình ha. Design của mình là cái phần này là phần header mà phần. Phần dưới là phần footer. Phần còn lại chính giữa là phần main. Hiểu không? Rồi vậy thôi. Rồi một cái nữa đó là phần assign. Assign này ít dùng lắm mọi người. Assign là một cái phần mọi người hay đọc mấy cái bài viết bên đây, xong có cái cục bên đây là bài viết liên quan nào đó, mấy tin tức liên quan đó. Thì cái deep chứa cái tin tức liên quan bên cột trái hay cột phải được gọi là assign, là cái bên. Hiểu không? Còn phần ở giữa là phần main. Ví dụ như bài của này anh viết đi, anh mạnh tay nhẹ nhàng xóa lại nè. Rồi, mới đầu là trang web của mình là nó có cái header, head, phần head ở trên là nó rồi đúng không? Tới phần body giờ mà head đúng không? Header là phần ở trên, header. Cuối cùng là gì? Footer. Phần giữa. Main. Không nhớ main viết deep. Đặt tên main. Thì này vậy thôi, có gì đâu, có mấy phần nữa không nhớ. Phần chính là gì? Chính là main. Ở trên là header, ở dưới là footer. Thế thôi, đúng không? Đâu cần gì đâu. Trong main nó có những cái gì? Ví dụ có section hay những cái section nếu có. Section A, section B, section C gì đó. Section. Tùy dự án nha mọi người, nhưng mà phần chính luôn luôn là phải có header, dự án nào cũng phải có header website mà, phải có header, phải có phần main giữa, phải có footer chắc chắn rồi. À sai, cái phần ở kế bên có lúc có lúc không. Thường là không thấy. Ví dụ trong section thì có container, ví dụ vậy. Rồi trong cái header nó có container trước khi mà vô logo, đúng không? Đó. Article là giống như mọi người lên cái trang này nè, cái mọi người vô bài viết đọc, cái mọi người nguyên cái phần nội dung bài viết, cái bài viết mình mà đọc thấy được nó nằm trong cái thẻ article. Là thẻ này nè. Rồi, đây là nội dung bài viết. Thấy không? Cái bài tin tức đó đó, nằm trong clip này để nó chuẩn SEO hơn thôi, để Google nó dễ tìm, nhưng mà thật ra thì cũng không có quan trọng đâu. Mình sẽ thử coi Vietnam Red nó sẽ đặt vô đâu nha. Thấy chưa? Ôi. Đây. Từ từ sẽ chỉ xài mấy công cụ này nha mọi người. Nếu mọi người chưa biết nhưng mà chắc chỉ luôn cho đồng bộ. Đó nó section đó mọi người thấy không? Nó đặt section này thấy chưa? Kiệt kệ nó có nhiều đâu, không nhớ được. Người yêu còn nhớ được hai ba đứa mà cái code này có bao nhiêu đâu không nhớ được. Đó, article nè. Article là nó chứa nguyên cái bài viết luôn á. Nội dung bài viết, tiêu đề, hình ảnh bài viết của nó, nói chung là mình cái mình đọc á là đặt trong article, là liên quan tới tin tức bài viết thì đặt trong article nha. Nhớ là tin tức thôi, blog này nọ đó. Thì cái nội dung chi tiết bài viết đó nó nằm trong cái article. Mà cũng ít dùng, nhưng mà thường thường mấy cái nào có tin tức là đều dùng hết, bấm vô cái trang chi tiết tin tức. Thì article nó bao cái nội dung chi tiết đó là xong. H1 tới H6 mọi người đã biết H1 tới H6 rồi, xài Word cũng biết rồi, ai cũng từng học qua Word rồi. Heading 1, heading 2 tới 6, paragraph thẻ B, span là thẻ nhỏ hơn B nữa, thẻ con của B nữa. Span nó không bao B nha, hoặc là span nó không thể viết vậy nha, mọi người không có viết vậy được nha. Span mà sau đó tới H1 nha, không có viết vậy, tại thẻ span thẻ yếu hơn thẻ con của mấy thằng đó nữa. Nên span là thẻ thường thường nằm bên trong á, thường thường nằm bên trong. Ví dụ như nãy mình thấy cái box nó có cái số và cái chữ thì cái số đặt thẻ span được, chứ không cái số không có bao là được cái to bên ngoài đâu. Nhớ lưu ý chỗ đó. H1 H6 mọi người biết rồi, nhưng mà mọi người sẽ không biết là đặt khi nào đặt H1 H6 như nào đó, thì mọi người cần phải học kiến thức của SEO ha, để viết HTML cho nó đúng. Nghe kịp không? Ok. Thẻ y là để viết cho nó cái icon đó. Ví dụ cái icon mình bỏ vô y, được chưa? Ví dụ anh có cái icon shop thì anh thay vì để cái hình bình thường thì anh bỏ vô thẻ y. Thật ra nó cũng để cũng được, để vô deep cũng được nha. Cũng không có không sao. ULLI. ULLI là phân biệt được không? ULLI. UL thì trong đó có là IUL là có dấu chấm ở trước, là y đó. OLLI. Số. Có số nè. Các em không biết không, mọi người nè, ví dụ ULLI đó thì ra nhìn nè giống như Word vậy đó, còn OLLI thì nó sẽ ra số, nó tự đánh số cho mình, run này chưa, 1, 2, 4 đó, đó là UL và OL phân biệt được chỗ đó cho mình.
Ok, rồi thẻ sụp B, sụp sụp phở là biết là 2 mũ 3 không? 2 mũ 3 hoặc là CA CL2. Số 2 nhỏ nhỏ. Số mũ á là bỏ vô thẻ đó nó sẽ lên trên. Nên nó để định danh cái chỗ đó. Nè, sụp. Rồi HTML nè. Sụp tab. Đó. Này thấy chưa? Script là cái thẻ này người ta đã bỏ vô. Này người ta viết thẻ B bình thường đúng không? Rồi trong thẻ B nó có một cái thẻ sụp, nó bao cái từ nào đó. Rồi thì nó sẽ là cái chữ nằm ở dưới, chỗ nhỏ nhỏ nằm dưới. Rồi còn nếu mà mình viết là sụp phở nè thì cái chữ nó sẽ nằm trên. Cách để dễ nhớ nhất là sụp phở thì nằm trên, còn sụp B nằm dưới. Ngược lại nha, nhiều khi thấy phở là phở chỏ xuống là nghĩ là nó dưới, không phải đâu. Phở là chỏ xuống nhưng mà cái chữ là chữ nhỏ nằm trên đó, số mũ á. Nó kiểu kiểu như vậy. Rồi một cái nữa, thẻ strong để làm gì? Để in đậm thôi. Bỏ vô thẻ strong chữ nó sẽ in đậm lên ha. Thẻ B cũng là thẻ bold luôn nhưng mà version cũ của HTML, còn version mới là sẽ strong, dùng thẻ strong đi quên thẻ B giùm anh luôn. Thẻ BR để làm gì? Xuống dòng. Nãy anh có viết sơ sơ rồi. Thẻ table mình sẽ làm chuyên sâu về nói về sau, về nói chung là thẻ table này để tạo bảng này nọ thôi, chứ HTML tạo bảng mình sẽ nói về nói nhiều hơn sau. Ok. Ở đây mình còn form này, còn input, còn secondary, còn button, còn label, còn select option. Mệt nha. Mệt đúng không? Không sao, cố gắng. Form. Đây. Form thì mình cũng sẽ có sẽ sâu hơn nó sau, cũng chưa có phải mà bắt mọi người phải đụng quá nhiều. Form đây thì nó sẽ có một cái form đơn giản thế này. Đó, thì cái này nó gọi là label. Label. Còn này gọi là input. Input kiểu gì? Kiểu text. Text. Input nha. Input kiểu text. Text. Còn này là button, cái nút submit gửi cái form đi. Thì mình qua bên đây thì mình có sẽ có cái form. Cái form thì bỏ trong thẻ form ha. Tùy tùy thôi, sau này sẽ có làm ví dụ như làm liên quan tới API này nọ thì thật ra, hoặc là Ajax này nọ thì nó không cần bỏ thẻ form cũng được, nhưng mà nếu chuẩn thì bỏ vô thẻ form đó, thẻ form trong cái form này giống như form đăng nhập, form đăng ký đâu đó, thì form này nó sẽ có cái label ha. Cái label chính là cái first name hoặc last name này nọ nè đó. Rồi còn cái input, input thấy chưa, là cái input này đó, là kiểu này kiểu text. Còn nếu mà kiểu number đó, là kiểu số, là kiểu số. Đánh đánh text không được, đánh số mới được, hiểu không? Nó có nhiều kiểu lắm. Rồi kiểu type, xin lỗi, kiểu file là cái kiểu chọn cái hình upload lên, hiểu không? Kiểu file. Rồi kiểu email là mình chỉ được là đánh email thôi, nó sẽ validate luôn đó. Rồi mọi người sẽ về tìm hiểu thêm giùm anh mấy cái kiểu này nha, nhiều lắm. Nhưng mà mọi người thường hay dùng nhất là kiểu kiểu text nè, kiểu email nè. Mà nhiều khi email nó cũng không cần luôn, tại vì bên phía JavaScript mình sẽ validate cái chuyện đó. Mà validate là gì thôi, cái nó hơi xa xa một xíu rồi Tắt mình có số được không? hả cái tay nó là tắt thì mình có text số nha, được text được, text thì muốn gõ gì gõ, hiểu không? Ký tự đặc biệt luôn được hết. Người text hay dùng nhất ha, mọi người tìm hiểu thêm. Rồi anh sẽ có gửi liên quan về form nhiều hơn, có sẽ có bài tập để tạo form, để code form cho mọi người. Mọi người cũng phải code form này nọ, tại vì đi làm mà dự án nào mà chả có form chắc chắn luôn rồi. Rồi ha, ở đây thì mình sẽ có dưới này button submit, thì nó cũng là một cái nút, nhưng mà cái nút của nó là xin lỗi, nó cũng là một cái input, nhưng mà cái kiểu của nó là cái kiểu submit luôn, tên nó là vậy luôn nha, kiểu là kiểu submit luôn. Rồi ở đây là submit hoặc là đăng ký đi, ví dụ đăng ký, thấy chưa, bấm cái chữ đăng ký thì đây biến thành form, biến thành cái chữ đăng ký. Còn một cái nữa, ví dụ như ở đây nó có một cái, anh xóa đi, cái value này nè chính là cái giá trị có sẵn trong này. Ví dụ như anh run thì value chính là John, hiểu không? John 1, John 2 gì đó, run John 2 thì đây là value định danh sẵn, còn không có để gì hết thì nó rỗng ha, hiểu không? Còn mà mọi người hay thấy mà cái chữ màu xám xám, cái chữ màu xám xám nó nằm dưới đây nè, điền tên gì đó vô đúng không? Thì đó gọi là placeholder ha. Placeholder. Holder bằng vui lòng. Rồi để anh nhỏ nhỏ lại. Nhập email. Đó thấy không? Là chữ này nè.
cái bấm vô cái từ từ nhớ nhớ nên cái chữ này là nhập email đó là black holder. Là mọi người ráng cố gắng viết mới, mình mới học á, kệ đây, mình đừng copy, mình ráng ngồi viết cho nó quen. Chứ lỡ lỡ như anh đang dạy mọi người ở đây, cái tự nhiên cái anh có cái thói quen là đi, ví dụ anh đi copy đi, cái tự nhiên anh không nhớ cái chữ này viết làm sao thì anh đi copy lại nó không hay. Nên mình vẫn ráng những cái nào mình hay gặp mình nhớ luôn. Đó thì đó là black holder. Thì text là nó input nó có nhiêu đó ha, input. Thì mình nhớ phải type text hay gì đó. Rồi. Còn cái label này nó có cái for name là cho cái gì đó, thì label này dành cho cái app name. App name là ID này nè, là cái app name ha. Rồi. Mỗi cái input nhớ còn là có một cái tên riêng nha. Ví dụ như là cái input này, cái tên này nè, cái name, cái thuộc tính, tên của nó là cái full name, thì nó thay vì nó viết vậy thì nó viết app name, còn thay vì nó viết vậy thì viết là name. Thế nên cái đó mình do mình tự đặt tên, mình không có phải quá khắt khe cái chuyện đó, mình tự đặt được. Đó, về form còn nhiều lắm. Input anh vừa nói rồi, check area thì cái chỗ mà cũng dễ hiểu cho mọi người thôi, là cái khung mà mình có thể, ví dụ như input đây nè, mọi người về mọi người tìm hiểu thêm giùm anh nha, là form nó sẽ có những cái thuộc tính của form là element nè, nhưng mà ở đây anh sẽ nói gần như là sẽ gần hết cho mọi người luôn. Input nó có rất nhiều kiểu text nè, kiểu radio nè, kiểu checkbox nè, kiểu submit nè, kiểu button nè. Kiểu submit là cái kiểu hồi nãy cái button mà có nút submit bấm gửi đi, còn kiểu button cũng là cái kiểu cái nút luôn. Kiểu checkbox là cái kiểu check đúng không, check được nhiều cái. Còn cái kiểu radio là chọn một trong những cái. Thì đây thì mọi người coi đó, radio nè, ví dụ radio ở đây mọi người chọn nè, thấy chưa, radio thì nó chỉ được chọn một trong những cái thôi nha. Đó thì đây nó cũng là input thôi, cái dấu chấm tròn tròn nó cũng là input thôi, nhưng mà kiểu là kiểu radio xong ở đây nó có cái value, giá trị của nó là gì, giá trị của nó là gì đó. Rồi cái label là cái html, label hồi nãy anh giải thích rồi. Nó có tới ba cái radio luôn, ba cái radio, thì mỗi cái radio tương ứng với một cái id khác nhau. Id phân biệt được id và class không, chưa là anh nói luôn, sẽ có chắc nhiều mà không biết. Thì radio á, nhớ nha, để ý mà hồi nãy á, mỗi cái input bình thường là input tên với lại full name với là last name nó đặt khác nhau tên, nhưng mà radio thì đặt giống tên nha, giống tên, ba cái dấu check đó là giống tên, thấy không? Thì radio đây đó, chọn check thì radio nó cũng là về họ form luôn, thuộc về form. Checkbox đó, checkbox là ở đây, check có thể chọn một hoặc nhiều là checkbox. Rồi checkbox thì tên nó khác nhau, radio tên giống nhau, checkbox tên khác nhau. Rồi value cũng vậy luôn, value thì mỗi cái, tại vì mỗi cái check như này là giá trị nó là cái dòng này mà, thì giá trị là byte hoặc là char hoặc là bo, rồi vậy thôi. Đó là checkbox radio. Tương đối cho mọi người rồi đấy, tương đối. Thì về form nó có nhiêu đó, nhưng tất nhiên là mọi người còn nữa ở phần select nữa, label nó rồi, select option, anh còn sót một xíu. Select option là cái phần mà chọn ra sổ ra một cái mình chọn, ví dụ vậy. Để anh coi ở đây, để cho demo cho mọi người. Select select tab. Rồi đây ha. Đó ví dụ như Volvo hoặc là Audi này nọ, thì nó có bốn cái này mình chọn, chọn một trong bốn cái này gặp hoài gì đúng không, bình thường ha. Rồi ở đây thì mình có nè, ví dụ nó cũng nằm trong cái form luôn. Rồi mình có cái label là cái chọn, bạn vui lòng chọn cái car đi, chọn cái xe hơi. Rồi trong cái select này nó sẽ có cái tên của cái đó là gì, tên cái select này là cái những cái chiếc xe hơi, hoặc là ID nó. Trong đây có những cái option, option tương đối với từng giá trị nha, Volvo nè, Saab nè, Opel nè, Audi đó, thì nó sẽ có cái giá trị tương đối tương ứng với cái này đó, thì cứ viết vậy y chang là nó sẽ ra cái này cho mình, hiểu không? Đó là viết đúng thẻ vậy là ra, đó là select option. Ok, ráng thở mọi người. Ok rồi, xíu nữa thôi, một chút xíu nữa mình hết cái cột này. Quên, anh để anh nói luôn cái phần ID ha. Rồi class với lại ID. ID là gì, class là gì, ví dụ ID ở đây anh có một cái gọi là class, nó là session apartment chữ app đi đó, app. Còn ở đây anh ID nó là app
Thì trong một cái ID khác với sách, xin lỗi, ID khác với class là gì? ID là duy nhất, không được trùng ID, index mà. Đó, còn class được trùng quá ha, vậy thôi. Nhưng mà khi đi làm, mọi người nên lưu ý giùm anh là chỉ nên khuyến khích đặt class thôi, đừng đặt ID. Bởi vì mình vô tình mình đặt trùng, chứ mình không không có ý, nhưng mình vô tình đặt trùng thì nó phiền lắm. Nên là đặt ưu tiên đặt class. Khi mà mình chắc chắn rằng cái chỗ đó là mình sẽ không trùng bất kỳ chỗ nào hết thì mình sẽ đặt ID, nhưng mà đa số là đặt class hết nha. ID chính trường hợp đặc biệt thôi. Ví dụ như chỗ này anh đặt là lỡ như anh đặt app, cái tự nhiên xuống đây anh không nhớ, anh viết nhiều code quá anh không nhớ cái anh đặt là app nữa thì nó không được. Đó, ví dụ như ở đây anh đặt là Apple đi. Đây Apple thì nó không vấn đề gì hết. Nó giống nhau nó không vấn đề. Nhưng với điều kiện là giống nhau với mục đích là mình muốn cho nó hai style, hai cái xe đấy nó giống nhau nha. Chứ không phải là giống nhau mà vô tình giống nhau mà mình không biết đang giống nhau. Đó, nên phải đặt tên nó để nó không có bị trùng nhau. Đó, trùng khi cần thiết thôi, giống như hồi nãy mọi người thấy mình có mấy cái box, bốn cái box đúng không? Thì bốn cái box thì box style giống nhau mà. Bốn cái box hình vuông giống nhau y chang. Thì đâu tội tình gì đặt tên khác nhau. Đúng không? Bốn cái box hồi nãy ở đây nè. Này nè, nhớ không? Đúng không? Thì cái này mà đặt class là gì? Ví dụ box thì nãy anh có bị box box ra đó. Bốn cái box giống nhau. Rồi trong box có number này giống nhau thì bốn cái div y chang nhau luôn á. Tại vì gì? Nó giống nhau về CSS, hiểu không? Nó chỉ khác nhau về nó nằm ở chỗ nào thôi. Hiểu không? Thì mình đặt giống nhau. Còn ID là khác nhau, mà ID thì hạn chế để bị sai. Đó là ID với lại tag. Xin lỗi, ID với class. Rồi image, biết thẻ hình không? Thẻ hình. Ví dụ như anh có một cái hình. Đó, anh có hai cái hình này đi. Ví dụ anh muốn để cái hình ở vô đây thì anh enter cái suột nó là gì? Chấm xuyện cái đi tới thư mục hình, thấy không? Enter cái nữa chọn cái hình mình cần tới. Hả? Rồi. Alt là gì? À, mọi người chưa biết, mọi người vui lòng về coi video đó, mọi người sẽ đó là phải có cái alt này. Tại sao mỗi lần tác hình ra nó có thẻ này? Bữa sau hỏi. Cái tên hình, lỡ nói luôn cái tên hình, nhưng mà nó còn nữa để giúp cho cái gì? Hình phải có tên để cho Google tìm cho nó dễ, hiểu không? Giống như giờ lên Google tìm CD Circle sẽ ra một đống hình luôn, tại vì hình anh đã được đặt tên có chữ CD Circle rồi, hiểu không? Ví dụ cái hình này là cái hình CD đi, cái anh đặt là icon search, icon search gạch cái tên, cái cách đặt tên hình là nó nói gạch 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 vậy đó, nó không có dấu nha, đặt tên hình gạch 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 vậy đó. Icon search CFD Circle, cái khi mà lên Google anh tìm, mấy bạn lên Google tìm website đang chạy ra nha, giống như website CFD training ấy. Cái mọi người tìm cái chữ CFD Circle, cái tự nhiên là hình anh trong cái phần mà tìm kiếm của Google á đã ra hình anh, hiểu không? Nên hình nó có tên là chuẩn, để chuẩn như SEO. Thì cái này anh nói rất là kỹ trong cái phần cái video để anh gửi cho mọi người coi đó, thì nên phải vậy. Nhưng mà mọi người cứ tạm thời để cho ông. Mà nếu mà quen thì đặt, nhưng mà chưa ép lúc này ha. Nhưng mà phải có nha, phải biết nha. Đó, thì đây là cái thẻ hình. Vậy anh ơi, cái thẻ picture là thẻ gì? Biết thẻ picture? Biết thẻ hình không? Biết thẻ picture? Bảo biết bảo. Chắc mà, chắc em không biết hai hình luôn hả? Biết thẻ image không? Biết, nhưng mà không biết cái picture. Còn cái picture không biết là nó khác cái gì? Đúng rồi, đó là cái mình cần muốn nói chứ không phải cái IMG. IMG cái gì đâu nói. Đấy, đó là vậy thôi. Mình đặt vấn đề trước khi mà mình nói về nó. Sao nhỉ? Rồi, nói về thiết bị đi. Tại vì đây thì không có, lớp mình thì chưa học Rebenship. Nhưng mà nói Rebenship thì cho mọi người dễ hiểu là website sẽ co giãn theo màn hình thiết bị, đúng không? Có một lần nhưng mà nó sẽ co giãn tùy màn hình, nó sẽ co giãn, nó layout lại này nọ. Nó sẽ co giãn chứ không cần phải code 2-3 lần. Thì lúc đó ví dụ như màn hình của anh, màn hình 24 inch đó 4K anh mua mấy triệu á. Đang quảng cáo mọi người. Đó, thí dụ đó thì cái web của mình là lúc đầu á, anh nói vui thôi. Cái web lúc đầu của mình nó rất là chiều ngang của nó là khoảng 1920 đi, hoặc là full 100% màn hình luôn. Màn hình TV nó cũng full luôn, full tràn viền 100% luôn. Hoặc là màn hình full HD thì nó cái hình mà cần tối thiểu nó phải full cái đó đúng không? HD 1920 đúng không? Giống như cái banner đi. Banner quay lại cái dự án của mình. Cái banner này đúng không? Banner này nè. Thì có phải là từ đây kéo qua đây nó tới 1920 nè, đúng không? Thì nó sẽ full được cái gì? Full được màn hình 1920, đồng ý không? Nhưng mà đâu phải, cái web mình đâu phải chạy trên một cái màn hình Full HD 1920. Nếu như nó chạy trên một màn hình, cái màn hình 27 inch đó, nó tới 2000 mấy lần, thì nó bự ra thì nó mờ chút xíu, đúng không? Nó mờ,
bự ra thì nó scale mà, ép nó ra full 100% nó phải mờ chứ. Rồi một trường hợp nữa đó là màn hình người ta không lên web của mình bằng màn hình to hoặc là màn hình Full HD mà nó lên màn hình điện thoại sao, thì có phải là nó cũng phải tải cái hình 1920 lên đây đúng không, cũng phải lên đây cục chút xíu à, nó sẽ tự giãn, nó sẽ tự co lại đúng không, nó sẽ tự co lại hình chút xíu à. Nhưng mà mọi người thấy nó dư thừa không, trên màn hình này, trên màn hình điện thoại này mình có cần phải tải cái hình to vậy không? Không. Vậy làm sao để mà mình biết được khi người ta lên bằng một cái thiết bị nhỏ hơn thì nó tự động lấy một cái hình nó nhỏ hơn? Hiểu không? Thì cái thẻ picture nó giúp mình làm chuyện đó. Hiểu không? Hoặc là nếu như mà mình định danh là nếu như cái hình đó, nếu như cái màn hình điện thoại của màn hình thiết bị của bạn là trên 1920 Full HD thì tôi sẽ lấy cái hình bự hơn 1920 cho hình không bị mờ. Hiểu không? Thì thẻ image không làm được. Thẻ image chỉ là thẻ con thôi, thẻ cháu chắc, thẻ picture, thẻ cha, thẻ mẹ. Nó làm được hơn như vậy. Hiểu không? Bây giờ anh làm demo cho mọi người thấy. Mọi người đang hiểu cái vấn đề cần giải quyết đúng không? Vì cái màn hình nhỏ như thế này mà mình vẫn xài cái hình là 1920 thì nó rất là to, và to thì đồng nghĩa với việc nó rất là nặng đúng không? Nặng sẽ ảnh hưởng tới việc lên bằng một cái điện thoại mà tải rất là nhiều hình to, vậy sẽ làm cho web mình nó chậm. Đó, thì anh dạy nó hơi sâu một xíu nhưng mà rõ ràng thực tế nó như vậy đúng không? Tại vì nhiều khi mọi người học ở đâu đó thì nhiều khi nó không có nói sâu vậy đâu, bởi vì nó chưa nói về vấn đề tối ưu. Nhưng mà anh muốn chỉ cho mọi người ngay từ những ngày đầu tiên để mọi người có được cái suy nghĩ đó là mình phải làm sao cho nó phải tối ưu. Rồi thì giờ mình sẽ sử dụng cái thẻ picture. Thẻ picture là như nào để anh lên đây anh lấy cái demo cho nó dễ. HTML nhiều khi có sẵn trên trên mạng có đầy luôn, nhưng mà nhiều khi không có ai khơi gợi cho mọi người để mọi người biết về nó thôi ha. Và mình học mình phải biết nó ứng dụng nó như thế nào nữa, chứ mình không thể mà chỉ học một cách gì đó mà mình không có ứng dụng. Thẻ picture thấy chưa, nó bao luôn cả thẻ hình luôn nè, thấy không? Có nghĩa là nó thẻ cha của thẻ hình luôn, trong thẻ hình chỉ nằm ở trong thẻ picture thôi. Rồi nó còn sụt nữa, sụt media là gì ta, rồi sụt set là gì ta, hiểu không? Bình tĩnh. Rồi ở đây mình coi cái kết quả trước đã. Anh sẽ resize cái màn hình. Mình đang cái này nó hơi nâng cao xíu, tại vì cái này đúng ra là dạy lớp web relationship, nhưng mà anh muốn chỉ cho mọi người luôn, bởi vì nó cũng là HTML thôi. Kéo ra, màn hình lớn đúng không? Kéo vô tới một cái màn hình nhất định, lấy cái hình khác. Thật ra là người ta lấy cái hình khác để cho mọi người dễ phân biệt thôi. Chứ thật ra là nếu mà mình làm trên cái dự án của mình ấy, dự án của mình thì không cần, nhưng mà dự án mà liên quan mốt làm web relationship á, thì cũng lấy cái đúng cái hình đó thôi, nhưng mà cái gì, cái hình nó nhỏ hơn. Hiểu không? Mình muốn làm hình nhỏ hơn thì làm sao? Nãy chỉ gì, resize lại cái hình thôi, hiểu không? Mình sẽ xuất ba cái hình luôn, hoặc là xuất hai cái hình thôi, một hình là 1920, một hình là khoảng dành cho màn hình điện thoại. Nếu dưới màn hình điện thoại mình lấy cái hình nhỏ hiện lên, nếu mà màn hình còn lại bình thường thì mình lấy cái hình lớn bình thường để cho nó nhẹ, hiểu không? Thì resize hình lại, ví dụ resize hình còn có 700 chiều ngang à, chắc chắn nó sẽ nhẹ hơn một nửa so với 1920 đúng không? Bự hơn, hình bự hơn, nặng hơn tất nhiên rồi. Rồi ở đây xuống nhỏ hơn lấy cái hình khác nữa nè, thấy không? Ở đây có ba cái hình. Rồi mọi người nhìn cái số này nè, cái số này nè, mặc định ban đầu nè, lúc đầu kéo vô cái số này nè, cái số result size đó, cái số đang chạy số 8 mấy nè, nhìn vô tới cái số khoảng 500 600 mấy á, chính xác là 650, thấy chưa? 650, kéo xuống, anh kéo xuống 465 nè, nè kéo xuống 465. Rồi tự động lấy hình khác, đúng không? Lấy hình khác thì cái chỗ này nè, cái hình này sẽ là cái hình mặc định ban đầu. Ví dụ mà hình mặc định ban đầu của mình là 1920 nãy giờ cái banner mình nói, đúng không? Nhưng mà mình muốn là khi mà nó xuống dưới màn hình khoảng 650, nhỏ hơn xíu, thì nó lấy một cái hình khác. Rồi cái anh viết là media, cái này là cách viết rồi nha, sụt media bằng với min width, min là có tối thiểu, chiều rộng tối thiểu là 650, có nghĩa là tối thiểu 650 tôi mới lấy cái hình đó, hiểu không? Rồi sụt set là cái đường dẫn hình thôi chứ không có gì hết trơn á, cái đường để dẫn vô cái hình của mình thôi, cái hình nhỏ nha, cái hình này cái hình nhỏ nha, hình này hình lớn mặc định là thẻ img mọi người học rồi bình thường. Rồi nếu mà bây giờ anh muốn nữa, anh muốn xuống tới 465, xuống tới màn hình nhỏ nữa, anh lấy một cái hình nhỏ hơn nữa. Rồi anh viết tiếp tục, media tối thiểu là 465 pixel, tôi sẽ lấy một cái hình nhỏ hơn nữa. Xong. Vậy thôi. Đó nó sẽ giúp mình tối ưu được nhiều thứ.
hoặc là tự nhiên có một cái dự án nào đó tự nhiên trên desktop nó hiện một cái hình đó, trên mobile nó lại một cái hình đó. Thì đây là kiến thức hơi nâng cao xíu về web relationship nha mọi người, nhưng mà anh muốn mọi người biết, để mọi người phải biết mọi món ta hỏi cái thẻ đó thẻ gì chết luôn, học HTML không biết thẻ picture chết luôn á. Rồi email thì mọi người biết nhiều nhưng biết cho mọi người ví dụ như là một cái width của nó bằng 700 đi, thì nó phải mãn hai điều kiện của hai thằng thì nó sẽ lấy cái hình mặc định. Nè nè nè, giải thích lại, nếu mà 700, tình huống 700 nó có thỏa mãn điều kiện hai điều kiện này không? Có. Sao có được? Từ từ, hai thằng đều min width đây đây, min width là lớn hơn hoặc bằng đúng không? Đúng rồi. Từ từ nha, để lót lại nha. Flower orange nè. Anh bị nhầm. Đang lộn về mắc width. Xin lỗi. Đang nhầm mắc width. Mắc width là tối đa, còn min width là tối thiểu. Xin lỗi mọi người, giải thích lại. Hồi nãy anh đi từ ngoài đi vô là anh đang bị nhầm mắc width. Mắc width sẽ đi từ ngoài đi vô, thấy không? Còn nó đang dùng min width. Min width là tối thiểu. Ví dụ, ví dụ như đây cái mặc định của anh là xài cái hình này nè. Mặc định là bên nhỏ nha. Anh hay dùng mắc width hay bị nhầm cái chuyện đó. Ví dụ như đây, tối thiểu 465 sẽ lấy cái hình màu trắng nha, 465 kéo ra. Đủ chưa? Đủ tối thiểu chưa? 465 đủ chưa? Chưa, mới 300 mấy hả? Hiểu hiểu không? Tối thiểu. Rồi lấy hình màu trắng. Được chưa? Đi lộn hồi nãy đi mắc width đi vào, xin lỗi. Rồi bây giờ anh đi ra tiếp. Bao nhiêu sẽ tối thiểu đủ để mà hiện cái hình cái màu cam 650 đúng không? Ráng đi chút xíu nữa cho đủ. Min width tối thiểu 650. Rồi đủ màu cam. Rồi ha. Thì đó là đi từ ngoài vô, đi từ nhỏ ra lớn ha. Còn nếu mọi người có thể là đi từ lớn xuống vẫn được luôn ha. Đó. Thì mọi người vẫn có hai cách, nhưng mà anh thì thường vẫn là đi từ lớn vô, tại vì màn hình lớn xong cái anh co vô. Thói quen của anh thôi, anh co vô cái bắt đầu anh lấy cái màn hình nhỏ hơn thì anh lấy cái hình nhỏ hơn xíu, co vô tới màn hình điện thoại anh lấy cái màn hình nhỏ hơn xíu. Thường anh dùng 2 tới 3 hình thôi. Nếu mà những cái hình lớn thôi nha, chứ những cái hình nhỏ nhỏ thì không có cần làm chuyện đó đâu. Mấy cái hình nhỏ nhỏ thì picture là bình thường được rồi. Rồi. Sorry mọi người, anh bị nhầm do kéo ra kéo vô. Ok, tiếp tục. Thẻ video mọi người biết không? Để nhúng cái video vô thôi. Thẻ video ở đây thì mọi người có thể học coi nhanh được ha. Thẻ video HTML ráng chút xíu nữa, hết giờ chưa hết giờ đâu, cộng thêm 7 phút giải lao lại bù giờ, nhưng mà thôi học đừng tính giờ mọi người, cứ xong thôi. Rồi đây là thẻ video. Thẻ video nó có nhiều thuộc tính lắm, ví dụ chiều rộng của video thẻ đó. Control là có gì, là mấy cái nút này nè. Nếu mà không có control thì nó không có mấy cái nút này đâu, rên mất nút, thấy chưa? Đó, hoặc là autoplay. Autoplay run thì nó tự play luôn, hiểu không? Mỗi lần vô trang web nó tự play. Đó, nhưng mà để ý nha, nó nếu mà vô trang web mà không có bấm cái gì hết thì autoplay nó chỉ là không có tiếng nha. Giống như cái trang CFD ấy, mỗi lần vô mà autoplay được này, autoplay này là không có tiếng nha. Hiểu chưa? Tại vì sao? Vì khi mà vô trang web mà chưa có tương tác được hết á, không có bấm cái nút gì hết mà nó tự autoplay được thì trình duyệt nó không cho bật tiếng, hiểu không? Cái đó là chính sách của trình duyệt luôn rồi, nên đừng có cố làm là không được đâu, chỉ có app thì may ra ha. Còn web bình thường, vô trang web ví dụ như muốn có tiếng á, ví dụ anh muốn cái video có tiếng đúng không, thì anh phải có cái nút bấm vô một cái, nói chung là có hành động nào đó thì video nó mới được play có tiếng nha, hiểu không? Giống như YouTube nó, trang web YouTube luôn vậy, nó cũng đâu thể nào autoplay có tiếng được đâu. Vậy thử đi vô YouTube liền luôn, ví dụ vô YouTube liền luôn là không bao giờ nó autoplay có tiếng được trơn, hiểu không? Là phải bấm vô mới được, ít nhất là một hành động nào đó ha. Hoặc ở đây này autoplay cũng không có tiếng đó, thì mọi người để ý nha, bởi vì trình duyệt không cho, chính sách của trình duyệt không cho. Rồi nó có nhiều lắm, nó có nhiều thêm nữa cái thuộc tính ở đây, mọi người tìm hiểu thêm giùm anh. Trong đây nó sẽ có cái suột này, nó sẽ gắn cái đường dẫn của cái video vô, giống như cái hình thôi. Thì đây là video, tên video, rồi đây là kiểu loại video MP4 hay là ORG gì đó tùy. Thì có thể là nếu chỉ có MP4 thôi thì nó không cần phải cái suột ở dưới, chỉ cần một suột MP4 thôi. Và cái do browser does not support HTML video này thì
để khi mà trình duyệt mà nó không hỗ trợ cái file MP4 này thì nó sẽ hiện cái dòng này lên, nó giống như cái hình ALT hồi nãy, nếu không có cái hình nó sẽ hiện cái tên hình lên cho mình, hiểu không? Thì video giống vậy, ta thẻ video để nhúng cái video vô. Rồi đây nè, đó nó có chiều cao chiều rộng control này nữa, nó có những cái thuộc tính autoplay đó anh mới vừa chỉ đó. Đó rồi audio thì cũng tương tự thôi, nhưng mà nó là file tiếng MP3, file tiếng audio thì bỏ trong thẻ audio đó, cũng có control này nọ luôn. Đây là nhúng cái audio vô, rối loạn tiền đình thú hồn. Rồi đó là thẻ nè, thí dụ như mình muốn video mà mình không có tiếng đi, giống nè, nó tự mute, nó tự mute thì mình để thêm cái thuộc tính là tắt tiếng đi, hiểu không? Mute đi là được, đó là không có tiếng. Rồi cái đó là video. Rồi iframe, còn một cái thẻ cuối cùng là iframe. Iframe đây thì là cái video của YouTube ấy, mình sẽ nhúng được cái video YouTube vô web mình luôn, hiểu không? Thì để anh chỉ luôn cho nhúng nè, ví dụ vô YouTube đi, xong rồi nhúng một cái video nào đó, ví dụ như video này, rồi xong cái mình bấm nút share nha, lộn, bấm nút vô đây. Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi chúng ta được. Bấm nút share nha, xong rồi mình bấm vô cái phần embed này nhúng nè, cái mình bắt đầu copy cái này đi, copy nha. Ở đây nó sẽ cho mình được vài cái option nữa. Ví dụ bắt đầu từ dây thứ mấy này nọ, mình không có chọn dây thứ mấy thì thôi. Sau đó cái mình mở cái trang HTML của mình lên. Ví dụ anh muốn nhúng vô đây, nhúng vô đây thì anh để vô đây iframe, anh save lại, cái mình ra cái trang của mình thì nó vô đây, hiểu không? Cái mình bấm play cái là nó chạy ha. Rồi tất nhiên là nó sẽ còn nhiều lắm. Ví dụ như anh muốn là có video này, từ từ để anh giảm nhỏ xuống một tí. Ví dụ như vào video này anh muốn autoplay liền thì sao? Vậy YouTube làm sao? Lỡ như không có ai dạy, không ai biết gì hết, chết rồi, ai chỉ đây? Thì ví dụ như đi làm sẽ kêu em vô trang web đó cho anh cái video của YouTube đó, nó autoplay, thì em chỉ cần keyword là YouTube nè, autoplay embed, hiểu không? Cái mình enter, cái mình vô trang này mình tìm check overflow nè. Đó, cái mình tìm coi này nè, 443 người lần dấu check xanh là rất là ngon rồi đó, có nghĩa là câu trả lời xịn sò. Bắt đầu vô đây, cái mình kéo qua đây, cái mình coi, à thì ra nó có thêm một cái tham số này nè. Tại sao anh nghĩ biết ghê vậy? Nhiều khi đọc không hiểu, nhiều khi đọc có câu trả lời luôn mà không biết đọc sao hết, đúng không? Cái mình thôi, thì mình làm từ từ mình hiểu thôi. Mình thấy autoplay thì mình biết, à thì autoplay có thêm tham số làm sao. Đó, thì dễ không? Rồi xong rồi cái mình bỏ vô cái đuôi này nè, cái mã này, cái mã video nha. Cái mã video mình để kế bên cái mã có dấu hỏi, autoplay bằng 1 có nghĩa là 2. Yes. Mỗi lần vô trang web. Rất vui khi chúng ta được gặp lại nhau. Đây, mỗi lần vô trang web nó autoplay. Ê, xí. Sao? Có gì đó sai sai hả? Mới like mà. Cảnh báo. Chỉ làm việc trên Chrome. Từ từ để anh coi có chính sách gì nó khác nữa không vậy? Autoplay bằng 1, ID video, cho phép. Hôm bữa anh nhớ là hình như là YouTube không cho nhúng trang khác nữa rồi. Không cho nhúng. Hình như là do chủ sở hữu cài đặt. Chủ sở hữu cài đặt nữa, từ từ để anh coi lại nha. Anh có cài gì đâu. Xin chào tất cả. Ủa, từ từ. Vô trang web. Rồi, like rồi đó. Vô mở trang tab mới nè. Bay cái đường dẫn của trang web mình vô, hoặc là cái luôn. Cái đó của mình là play được ha. Tại anh tắt tiếng á. Được rồi đó. Autoplay bằng 1 nha mọi người. Tưởng nó có chính sách gì mới. Rồi, thì đó là những gì mà mình học hôm nay khá là nhiều. Một buổi 3 tiếng quá nhiều thứ nha mọi người. Anh nghĩ là mọi người nên về ngủ. Không nên đút thêm cái gì vô trong đầu nữa lúc này ha. Mọi người về, nói chứ mọi người nên về nếu mà có thời gian á. Mọi người thứ nhất là mọi người, anh sẽ gửi yêu cầu thì mọi người ráng cố gắng đáp ứng yêu cầu trước, rồi sau đó mọi người có thể là cắt hình nè, nó sẽ là bài tập luôn, cắt hình này nó sẽ là bài tập. Rồi anh sẽ nói trước
về những gì mình sẽ học trong buổi thứ sáu để mọi người có thể chuẩn bị trước, và có những yêu cầu nào đó sẽ đăng lên trong ngày mai, cũng như là nếu có vấn đề bất kỳ gì thắc mắc, mọi người có thể liên hệ tổng đài, không, liên hệ trên group để anh em hỗ trợ. Và nếu có vấn đề về lý thuyết chưa rõ, hay là hồi nãy làm hình này cắt chưa có ổn đó, hay là lúc cắt hình có vấn đề gì đó, mọi người cứ hỏi nha, hoặc là coi lại video nếu anh đã dạy rồi. Nếu như mà cái đó đã có trong cái video hôm nay, đã nói rồi trong vấn đề đó, thì nhớ là mình chịu khó mình coi lại, coi lại một lần nữa, coi như mà học một lần nữa ha, để mình vững hơn thôi. Đó, mình chủ động hơn ha, nhớ cố gắng. Rồi, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Và cái file này anh có gửi lên. Có chứ, anh sẽ gửi slide cho. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon, về nhà cẩn thận. Thật sự cẩn thận. Tạm biệt mọi người. Ok, bye bye. Em chào anh ạ. Bye bye em.